em thọ tại thành phố bắc ninh gửi lời chào tới uh, các bác nhé trước khi vào video các bác đang xem video cho em xin một like và ấn đăng ký kênh để mỗi khi xem em lên các video mới là các bác sẽ nhận được sớm nhất các anh thông báo giá cũng như là cái uh, các mẫu sản phẩm mà shop em uh, mới cập nhật và mới về thì với trước khi uh, trên màn hình các bác xem đây là cái mẫu ed cutter 10 42 và, và phân khúc tầm trung với giá của shop em giá công khai hiện tại bây giờ là 2 triệu 400 nghìn đồng đã bao gồm phí ship và chuyển tận nơi cho các bác và các bác được kiểm tra trước khi nhận phương thức xếp hàng của CBL là xếp hàng siêu đây và các bạn không phải đặt bất kỳ phí cọc nào khi chưa nhận được hàng các bác nhé và với mẫu nhòm e Cutter bản tập trung này tại sao trong các năm cũng như là hiện tại bây giờ được các anh em giới săn long sử dụng và đặt về dùng nhiều nhất trong tất cả các mẫu phân khúc tầm trung cho đến cả cái phân khúc, phân khúc tầm cao và phân khúc bình dân thì đây là cái mẫu nhòm thứ nhất là nói về cái chất lượng của ống nhòm thì là đây là cái mẫu nhòm thủy tinh kính thủy tinh quang học các bác nhé sơn phủ em uh, uh, mfc và thứ hai nữa là là về về thân vỏ của em này là thân vỏ maze đó, thân vỏ maze thân thân vỏ rất là uh, thân vỏ maze hợp kim cũng rất là đắt tiền và thứ ba nữa là về về cái về chất lượng soi nhìn của em này thì là soi nhìn rất là rõ nét sáng với nhà cây thì với nhà cây phân khúc d kính d là nó lưng sáng cho bác rất là tốt mặc dù trời nhà anh em tối nhưng bác có thể là nó sẽ lưng sáng cho bác để sử dụng uh, săn ong vào những buổi chiều 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 mát hoặc là những buổi mưa nhỏ các bác nhé mưa phùn nhỏ vẫn có thể dùng oh, các bác có thể vẫn xoay được ong xoay được tổ xoay được tổ rất là tốt và với nữa tại sao lại được sử dụng thêm được sử dụng nhiều nhiều như vậy là thứ nhất là cái hệ thống kính của nhà em này là hệ thống kính phủ sơn phủ đa lớp và kính đa lớp và chống nước của em này lên tới IP 7 chống nước rất là tốt cho các bác khi sử dụng săn ong đi săn ong giờ ở khu vực rừng rú là đi mưa gặp mưa gặp gió cũng rất, vẫn ok các bác nhé đây là những cái ưu điểm của nhà e cây mà được các bác cũng như anh em giới sân ong lựa chọn hàng đầu trong cái lĩnh vực đánh ong về thị kính của em này là, là 18 tám mm và vật kính là 42 mươi mm. trường của em này là 6,2 độ Nên một trường trường có góc nhìn rất là rộng để cho các bác đi săn ong và với cái giá đầu tiên uh, thêm nữa và tiếp theo là thứ hai là về cái giá cả, về giá cả của em này thì như ban đầu video em đã, uh, đã uh, thông báo là 2 triệu 400 nghìn đồng. Đây là cái giá của phân khúc tầm trung, giá rất hợp lý, rất hợp, rất hợp lý so với cái mức giá để cho các bác đầu tư uh, cho mình một cái ống nhòm với mức giá hơn 2 triệu đồng để săn ong. Với hơn 2 triệu đồng này thì các bác có thể rất nhanh kéo hòa vốn rất nhanh kéo hòa vốn so với cả một số cái ông nhòm gần chục triệu hoặc là hơn chục triệu thì các bác kéo vốn lại rất là lâu và cái chất lượng của em này thì nó cũng mang lại cái hiệu quả rất là cao trong cái việc soi nhìn các bác nhé chính vì vậy cho nên là đây là cái mẫu cái mẫu ông nhòm được các bác cũng như các anh em ở dưới sân ong lựa chọn hàng đầu trong tất cả các cái hàng mẫu của từ kể cả, cả từ các phân khúc tầm trung của 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 hãng Sutu hay là vẫn phân khúc tầm trung của 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 Ni công hay một số cái hãng khác Đúng. về về cái săn ong thì đối với các loại ong thì các bác lưu ý là so có lại rất nhiều các loại ong khác nhau từ ong mật cho đến ong bò ong khoái ong bỏ vé ong quắn lá rồi ong đất rồi nói chung một số các loại ong thì nó độ to nhỏ khác nhau trên là cái độ soi nhìn của các bác có thể nó sẽ xa gần khác nhau có thể là từ ông mật ông mật có thể từ 150 đến 200 200 mét nó vẫn ok bác nhá còn các loại một số ông đất thì có thể lên tới khoảng 450 mét đấy bác nào ví dụ có kinh nghiệm tốt là kia mà thời tiết đẹp còn là kết hợp được và cái khu vực soi chống trải có thể lên tới khoảng gần 500 mét bác nhá đó, đó là một cái chừa cái cái, cái cái độ xa, độ xa xa, tối đa của ống nhòm bản của tất cả các các mẫu ống nhòm cũng nhá không, không, riêng gì bản ED tập trung này các bác nhá vì một số các bác cũng như anh em mới chơi thôi các anh em trẻ mới chơi thì vào mới vào nghề thì hỏi là ống uh, nhòm soi được mấy km ong thì nói thật ra thì đến soi tổ cũng không được mấy km các bác nhá nên các bác cũng lưu ý là khi các bác đặt ống nhòm cũng thêm tham khảo thêm một số anh em thêm tham khảo thêm một số anh em đã đã dùng sử dụng ống nhòm để mình quyết định mua cái ống nhòm nào cho phù hợp và thứ hai là nó cũng là uh, cái cái uh, trường cũng như là cái cách sử dụng cũng như là cái uh, giới hạn giới hạn soi ong thì sẽ được bao nhiêu trong cái phân khúc giá của tất cả các ống nhòm một video rất ngắn em xin dừng tới đây các bác đang xem video hãy đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông đăng ấn đăng ký kênh cũng như là chuông thông báo để mỗi khi xuất em lên các video mới các bác sẽ nhận được sớm nhất nhé em xin cảm ơn và chào gặp lại các bác ở các video sau